đồng hồ so 50 mili nha. Rồi, lấy bao rồi mình lọc bao hết đi. 50 mili nha. Quay như cái máy luôn. Cái thứ hai nha. Qua. Alo. Kiểm tới cái thứ ba. Đây nó chỉ có bây giờ chỉ có hai Việt Nam chỉ có một con hai phân thôi. Con sáu chỉ hàng của Mỹ mới có. Có nhưng mà hợp trăm con không bán lẻ nha. Đấy chưa. Cái thứ tư nha, không bả gì hết hả, nhấn nè, mặt 60, có đá, rồi, xong. Xuống dưới lấy cái bào này nè, cái vỏ chứ. Bỏ vô mình nè. Đây, vỏ đen. Cho cái vỏ lát đi. Cái vỏ này đưa nó vào cái thôi. Alo. Ai thay đi đây, khóa đồ bình thường nha. Đó, không có bị gì hết nha. Đó. Nó bình thường nha. Rồi giờ đi giao. Ma mẹ làm vậy lâu quá. Không phải lỗ bự.